Nam mô Buddhaya. Đây là chương trực pháp của Buddha Dhamma trên Khao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, 10 giờ PM mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tự mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và tất cả các đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya cho Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 10.1. Mười pháp có nhiều tác dụng sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Chúng con thành kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ Nam Mô Buddhaya. Con kính sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt mà thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bổ gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ, xin hết khổ người sợ, hết sợ hãi người sầu, hết sầu bi, biết cho với niềm tin. Biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ pháp lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ bằng giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ xin hết. Dạ Nam Mô Buddhaya. Con tự mẫn xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Đại Đức Nguyên Thông. Dạ. Bài học hôm nay: giáo trình trường bộ kinh do Thượng Tọa Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 10.1. 10
10 pháp có nhiều tác dụng sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Và còn thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập cho chúng con bài học hôm nay. Và còn kính tri ân Ngài. Nam Mô Bụt Hà Giá. Nam Mô Bụt Hà Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Vương Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bước qua cái trường Pháp Mười Chi. Và cái Pháp Mười Chi này chúng ta cũng có 10 cái thể tài, như là 10 pháp đa tác dụng, 10 pháp cần tu tập, vân vân. Thì hôm nay cái bài học Pháp Vô Chi đầu tiên là 10 pháp đa tác dụng, nói đến cái pháp Na Tha Na Thầm Má. Ở đây nó có vấn đề là cái chữ Na Tha Khẩn Na là làm cái chỗ nương, làm cái chỗ ý chỉ. Thí dụ Đức Phật Ngài nói rằng Atahi Atano Natho Koi Natho Varusya. Tự mình, ý chỉ mình, không ai là chỗ ý chỉ. Thì bây giờ một cái vị xuất gia đó, hay là một người tu tập, thì vị đó phải tự mình làm cái chỗ ý chỉ cho chính mình bằng 10 cái pháp gọi là Na Tha Khẩn Na Thầm Má, bằng 10 cái pháp này. Vì vậy cho nên ở đây đó có vấn đề là khi mà nói 10 hộ trì nhân pháp thì cái tựa đề đó chúng tôi không mấy gì tâm đắc lắm, bởi vì nói hộ trì nhân pháp thì chúng ta khó hiểu là 10 cái pháp làm cái chỗ y chỉ cho mình, tự làm y chỉ cho mình, pháp mà tạo thành cái chỗ nương cho mình, là một vị xuất gia nương vào giới, nương vào văn, nương vào thiện hữu, khôn khéo trong công việc, hay là tánh dễ dạy cầu pháp, chuyên cần tri túc, chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm và trí tuệ. Thì ở đây chúng ta thấy một cái vị xuất gia đó, hay là một người tại gia cư sĩ, hoặc là một vị hành giả tu tập mà có đủ 10 pháp này thì vị đó tự mình làm chỗ trương cho chính mình, dù cho sống ở đâu đi nữa cũng là cũng có cái chỗ nương tựa, không phải ỷ lại vào ai hết. Bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải, vị giảng sư ngày thứ 6. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn Quan Hỷ đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh để được Pháp Tính giảng giải bài học này. Nam Mô Bụt Hà Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Hà Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu. Dạ, sau đây con xin đọc chánh kinh. Dạ, kính cảm ơn quý đạo hữu đã cho Từ Mẫn biết tín hiệu. Nam Mô Bụt Hà Giá. Hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường Bộ Kinh Di Đà
Cà Giá, Hòa Thượng Thích Châu dịch Việt 34, Kinh Thập Thượng Đa Sutta Ra Sutta 10.1. Mười pháp có nhiều tác dụng, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Và Thượng Tọa Giác Đặng và điều họp. Nawathamma Pahukara Nawathamma Pawetakba Nawathamma Barineya Nawathamma Bahatabba Nawathamma Hanapagiya Nawathamma Visesa Phagiya Nawathamma Dukbati Vija Nawathamma Upade Tapa Nawathamma Apineya Nawathamma Sakchika Tapa. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Thế nào là 10 pháp có nhiều, có tác dụng? 10 pháp hộ trì nhân pháp này các hiền giả. Ở đây, vị tỳ kheo có giới hạnh sống chế ngự với sự chế ngự của giới. 4 là bà tỳ mốc khá đầy đủ hoài nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào có giới hạnh sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn? Bà tỳ mốc khá đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, nghĩa lý văn cú, cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh những pháp ấy. Vị đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý, quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào đa văn, khéo thành tựu nhờ chánh kiến? Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng? Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào thiện ngôn, nhận sự chỉ trích một cách cung kính? Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh, niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo không có biến nhát, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các hiền giả, một vị tỳ kheo nào đối với các vị đồng phạm hạnh, vừa đủ để tổ chức? Pháp như vậy là hộ trì nhân. Kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào ưa pháp, vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật, pháp như vậy gọi là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, sàn tọa, bệnh dược,
Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào tự bằng lòng pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống với tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. Này các hiền giả, một vị tỳ kheo nào sống tinh tấn siêng năng, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo chánh niệm đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào có chánh niệm ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có huệ trí đầy đủ sanh diệt trí, hưởng đến sự quyết trạch các bậc thánh, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào có huệ trí chân chánh diệt trừ mọi đau khổ, pháp như vậy là hộ trì nhân. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn 443, 10 pháp đa tác dụng. Bahukara Thamma, đây là 10 pháp làm y chỉ. Na Thakarana Thamma, pháp tạo thành chỗ nương. 1. Trì giới. Sĩa, nghĩa là sống thu thúc trong giới bổn, giữ quy nghi chánh hạnh, nuôi mạng thanh tịnh. 2. Đa văn. Pahusaccha, tức là nghe nhiều học rộng, thọ trì những gì đã nghe, khéo suy nghĩ, khéo suy xét ý nghĩa và thể nhập tri kiến. Số 3. Có bạn lành. Kajanamittata, tức là thân cận giao du với người bạn tốt, bạn thiện trí thức. Số 4. Khôn khéo trong công việc. Kinkarani Yesu Dakhata, là có khả năng làm việc, biết phương pháp làm việc cho thành tựu. Số 5. Dễ dạy. Sowakasata, là chịu nghe lời dạy bảo trúng pháp của bậc trí. Số 6. Cầu pháp. Thamma Kamata, là mong muốn học pháp, thích tìm hiểu giáo pháp. Số 7. Chuyên cần. Viriya Rampha, là siêng năng tinh tấn, bất thối trong việc ngăn trừ ác pháp và tự tiến thiện pháp, tu tiến thiện pháp. Số 8. Tri túc. Sang túc thi, là biết đủ với những gì có được, chỉ vui nhận vật dụng phát sanh hợp pháp. Số 9. Chánh niệm. Sa tí, là có sự ghi nhớ bén nhạy, ức niệm trong mọi hành động, không quên mình. Số 10. Trí tệ. Banya, là có sự sáng suốt, thông hiểu mọi pháp, biết rõ điều lợi ích, điều nên làm, biết rõ con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay học về pháp mười chi. Và cái bài học hôm nay nói về 10 pháp đa tác dụng Bahukara Thamma, hay còn gọi là Nathakarana Thamma, có nghĩa là 10 cái pháp làm y chỉ.
Thật ra thì đối với trong 10 cái pháp ngày hôm nay mình học mà quý vị đã nghe phần dẫn nhập và phần chỉnh kinh rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng đối với bản thân của chúng tôi nghĩ mình mà có được một pháp này là cũng rất là đáng quý rồi. Thành ra đó, nếu mà mình có đủ được 10 cái pháp này thì nó sẽ đúng với cái nghĩa hoặc là đúng với cái mức mà là cái pháp mà đa tác dụng. Vậy thì 10 pháp này là gì? Trì giới nè, si lắc nè, đa văn nè, rồi có bạn lành nè, khôn khéo trong công việc, dễ dạy, cầu pháp, chuyên cần, tri túc, chánh niệm. Thì chúng ta nghe về 10 cái pháp này, chúng ta thấy cái pháp này cũng là một cái thiện pháp, mà một cái pháp phải nói là giống như là cái bạch pháp vậy đó, là pháp trắng. Vậy thì thứ nhất á, là nói về trì giới, si lá. Tại sao mà ở trong cái đời sống này chúng ta có phải có cái giới hạnh? Tại vì nếu mà trong cái đời sống chúng ta chúng ta có giới thì coi như là chúng ta sẽ không có bị cái sự hối hận. Quý vị thấy khi mà thường thường á, mình mà tâm ý của mình mà mình không có, ví dụ như mình muốn tu tập một cái pháp môn gì đó, nhưng mà cái tâm của mình á, mà nếu mà muốn được an vui á, là thường á, là do đâu? Do chúng ta không có lỗi lầm. Ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta quán xét lại mình thấy mình không có lỗi lầm gì hết đó, thì như vậy á, cái tâm của mình lúc đó nó dễ dàng dẫn đến cái sự yên tình. Vậy thì trì giới si lá có nghĩa là thu thúc ở trong giới bổn, mà đối với vị thì khu có bao nhiêu giới học, bao nhiêu điều học, thì cái vị đó sẽ đi ở trong cái hành xứ đó, đi ở trong những cái đó, được chúng ta gọi là, tạm gọi là giống như những cái hàng rào đó. Chúng ta cứ đi ở trong những cái hàng rào đó thì sẽ được an toàn đó. Còn đối với người cư sĩ hoặc là đối với một vị sa di, đối với một người cư sĩ, thì chúng ta đã phát nguyện gìn giữ cái điều học gì thì chúng ta sẽ đi ở trong những cái điều học đó, chúng ta không có vi phạm về những cái điều học đó. Ngoài ra đó đó, những cái oai nghi chánh hạnh chúng ta cũng phải có, rồi cái sự nuôi mạng của chúng ta cũng phải có nữa, chứ không phải giống như có nhiều người người ta không có hiểu, nghĩ rằng là mình thọ trì ngũ giới, mình thọ trì ngũ giới là cái mình đọc ra những điều đó đó, rồi mình nghĩ rằng là mình là cái người trì giới. Cái điều đó là nó không phải là như vậy. Cái đối với trường hợp mà quý vị thấy Đức Phật có cái câu Phật ngôn là chê tá na hăng phít khá quê si lăng quá đa mít, có nghĩa là sự cố ý, sự cố ý khi nào mà mình kiên tránh, mình cố ý, mình gìn giữ thì như vậy á, thì gọi là mình là cái người có trì giới đó. Quý vị biết rằng ngoài cái chuyện đó ra đó, cần phải có cái chúng ta cần phải có cái sự quán xét, có cái sự tác ý, có cái sự cố ý, rồi đối với cái sự thu túc, đối với cái sự nuôi mạng cũng vậy. Quý vị chúng ta nhớ ở trong pháp cú có một cái trường hợp là có một cái vị trưởng lão đó, khi mà tu tập ngồi ở dưới cái cội cây đó tu tập, do ngài có một cái giới hạnh trong sạch, thành ra những cái chúng giả so đó họ không có ở trên cái cành cây đó được, có nghĩa là ở không có ở cao hơn, ở trên cái một cái bậc mà có giới hạnh, thành ra đó cái giả so đó đó mới có cái, cũng như là có cái tâm hiểm, có cái tâm hiểm rồi mới nhập vô để mà phá con của một người gia chủ mà mỗi ngày đi đến hộ độ ngài. Rồi sau đó thì giả so này mới nói với bà đó, là bà mà muốn con bà hết hết bệnh đó,
thì bà nên lợi sinh cái nước rửa tay. À, cái nước rửa tay thì quý vị, cái nước rửa tay nó là có nghĩa là các ngài dùng xong, dùng bữa xong rồi đó, thì có một cái đồ đựng nước để các ngài rửa tay. Bà lợi bà xin cái nước rửa tay đó đó, à, đem về cho con của bà uống. À, con bà uống thì coi như là con bà hết cái chứng bệnh này. Thì cái bà tín nữ hậu độ ngài, à, thường xuyên như vậy đó, thành ra bà mới đi đến bà xin cái phần nước đó. Thì ngài thấy cái nước này mình không cho mà cũng đem đổ thôi, thành ra ngài mới cho bà ta. Khi mà bà đem về đó, bà cho con mà uống đó, thì lúc bấy giờ đó, là con mà hết bệnh. Nhưng mà thật sự ra đó là không phải là như vậy, vì có nghĩa là do dạ so thâu lại cái thần lực của nó, thành ra cái đứa trẻ đó nó hết bị cái chứng bệnh mà quẹo cái cổ đó. Thì dạ so mới đi đến nói với ngài, hồi đó giờ tôi tưởng ngài tu hành thanh tịnh, nhưng mà ai ngờ đâu mà ngài cũng làm những cái nghề chữa bệnh để đổi lấy cái bữa ăn đó. Thì lúc đó nó ngài mới quán xét, ngài nói tại sao ngươi nói ta như vậy. Thì dạ so nói ra cái điều đó, thì ngài cũng không có cãi gì với dạ so hết. Ngài ngồi lại ngài quán xét coi ngài có như vậy không. Ngài quán xét rằng là từ lúc mà ngài xuất gia, ngài được xuất gia với Đức Thế Tôn, ngài không có tạo những cái gì mà nó vi phạm, mà nó bất thiện hết. Thành ra đó, ngài quán xét như vậy á, tâm của ngài hân hoan, thành ra định phát sanh và tội phát sanh, sau đó ngài chứng đạo quả A La Hán. Thì chúng tôi muốn kể ra câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng là đối với cái sự mà chúng ta tu tập đó, thật sự ra đó, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán xét được, mà chúng ta cảm thấy hồi trước giờ mình không có lỗi lầm gì đó, thì tâm của chúng ta nó sẽ phát sanh vĩ lạc đó. Còn nếu mình cảm thấy tâm của mình mà có lỗi lầm thì mình sẽ tìm đến những cái phép, những cái pháp đó để mà mình sám hối đó, rồi sau đó thì mình có cái sự mà trì giới vân vân. Thì quý vị thấy rằng là đối với cái pháp này là cũng là cái chỗ mà cho chúng ta nương tựa, đây là cái pháp thứ nhất. Còn ngày hôm nay thì mình học, thật sự ra thì cái bài này nó đến 10 pháp, là 10 pháp, thành ra chúng tôi có những cái gì mà nó cần triển khai thì chúng tôi sẽ triển khai dài. Còn có những cái chi pháp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng mới học gần đây rồi thì chúng tôi sẽ lướt qua. Về pháp thứ hai là đa văn. Ba hú sắc chá. Đa văn ở đây là không phải là chúng ta đi nghe, đi ngóng nhiều quý vị. Không phải là chúng ta đi ngóng nhiều. Mà chúng ta học rộng, thọ trì những gì đã nghe. Sau khi thọ trì những gì đã nghe rồi đó, thì chúng ta khéo suy xét cái ý nghĩa để mà mình thể nhập tri kiến. Cái điều này quý vị biết không, chúng tôi thấy có nhiều người ta bị lẫn lộn, người ta lẫn lộn cái chỗ đa văn này. Ba hú sắc chá có nghĩa là người ta nghĩ rằng là bây giờ mình tu thì làm chao mình cũng phải biết làm chao, làm tương mình cũng phải biết làm tương, làm dưa mắm mình cũng phải biết làm dưa mắm. Cái điều này nó không phải. Khi mà mình đa văn á, có nghĩa là đối với những cái bài kinh Đức Phật thuyết hay là các vị A La Hán thuyết, mình cũng phải biết. Mà chẳng những mình biết rồi, mình đặt nghe và mình phải có cái sự mà thọ trì, thể nhập tri kiến ở trong đó. Quý vị có nhớ rằng chúng ta ở trong cái hàng của Đức Phật á, mà cái hàng cư sĩ á, chúng ta nhớ là coi có nữ cái người một cái vị sinh văn nữ á, Khúc Chút Tá Ra đó, cư sĩ á, nữ cư sĩ á, quý vị thấy Khúc Chút Tá Ra đó là coi như là mỗi ngày mà lúc nào Đức Phật thuyết pháp cho các vị tỳ kheo nghe, Khúc Chút Tá Ra đều đi đến đó ngồi và nghe, chú tâm nghe, sau khi nghe rồi chú tâm để nhớ, sau khi nhớ rồi đi về thuyết lại cho hoàng hậu Samawati và cùng với 500 cung phi ở trong cung để mà nghe những cái điều đó.
Thành ra quý vị thấy rằng ở trong ý chí của tất cả Kinh Phật tưởng thuyết là Đức Phật đã thuyết như vậy, Bậc A-la-hán đã thuyết như vậy, và tôi đã được nghe. Đó, thành ra quý vị thấy rằng những cái câu mà ở bài ở trong đó là đều nói lên là cái vị đó đã đi đến nghe Đức Phật thuyết, và bây giờ về thuyết lại cho Hoàng hậu Sa Ma Quá Thi nghe. Thành ra trong cái sự đa văn ở đây á, có nghĩa là những cái điều gì đó, những cái bài học mà thuộc về chánh pháp, có nghĩa là những cái bài kinh Đức Phật thuyết, hoặc là ngay cả đối với các vị tu sĩ trong thời nay cũng vậy. Ví dụ như là cái cách thức mà cho giới tử tu sa di, có nghĩa là chúng tôi nói về luật đó, hoặc là những cái người mà người ta bị phạm tội, mình cũng biết cái cách để mà giải tội, hoặc là đối với những cái tăng sự lớn, tăng sự nhỏ gì, mình cũng phải biết ở trong đó. Thì như vậy á, gọi là một cái người mà đa văn, chứ không phải là đa văn là cái nghề gì mình cũng học hết. Cái môn học nó thuộc về ở trong đạo, ở ngoài đời. Thật thì những cái điều đó mình biết được thì nó tốt quý vị, biết được thì nó tốt, còn mà mình không biết thì cũng không có sao. Đó, thí dụ như quý vị thấy rằng đối với ở trong những cái vị đệ tử của Đức Phật, có những vị trước kia làm nghề cạo tóc, thì bây giờ nếu mà vô ở trong tăng chúng, nếu mà các vị trưởng lão cần thì mình cạo dùm cũng được. Hoặc là có những vị biết về cái cách sỏ chỉ, sỏ kim, mai giá, thì mình vô mình xuất gia, thì lúc đó nếu mà cần mình giúp cũng được. Còn nếu mà mình không có nghề đó thì thôi, mình không cần phải đi học. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là đa văn có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái gì mà nó nằm ở trong cái phận sự của một cái vị tu sĩ, là mình cần phải học những cái điều đó. Thí dụ như là như chúng tôi đã nói, kinh, luật, luận, những cái phần chú giải, hoặc là nói chung là mình có khả năng cái nào thì mình học cái đó. Ví dụ như ở trong thời nay cũng có những vị tu sĩ nhờ biết tiếng Anh, thành ra chuyển ngữ những cái bản chú giải từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Có những vị biết được tiếng Thái thì chuyển ngữ những cái tiếng Thái qua tiếng Việt để cho mọi người đọc, để mà có cái kiến thức để mà tu tập. Thì đa văn là mình phải học về những cái đó. Và ngay cả đối với những cái pháp hành cũng vậy, những cái cách làm đề mục, hoặc là những cái cách tu tập. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng có nhiều người ta hỏi trong cái tu thiền chỉ nó có cái đề mục đất nước lửa gió. Vậy thì đất thì mình làm cái casino nó vậy, mình lấy một cái miếng đất sét nó màu cũng vậy, rồi một gang với bốn ngón tay rồi này kia. Thì còn đối với tu đề mục gió đó, thì mình phải tu tập như thế nào? Thì cái vị tu sĩ cũng phải biết giải thích cái casino gió đó, cái biến xứ đó, mình phải nhìn theo cái khe hoặc là cái sự lay động, lay động của cái chiếc lá hay là cái gì đó, để mà mình biết là có cái sự đưa qua đưa lại gió. Rồi từ đó mình muốn tu tập nữa qua cái thiền quán á, thì mình phải biết gió ở bên ngoài, gió ở bên trong, cái thức ăn ở trong ruột mình tại sao có lúc mà ở lên ở xuống vân vân, thì mình biết rằng là gió đó là gió ở bên trong. Thì một vị mà đa văn á là phải biết được những cái điều này, thì gọi là cái vị đó. Rồi kế tiếp là cái thứ ba là có bạn lành, Kanyana Mittata. Bạn lành ở đây thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng thường thường người ta nói rằng ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái chi pháp ở đây là bạn lành. Bạn lành có nghĩa là những cái người bạn mà sẽ sách tấn, sẽ khuyến khích mình để mà mình tu tập. Cũng như Ngài Ananda có lần Ngài nói với Đức Thế Tôn, con nghĩ đối với cái đời sống phạm hạnh này đó, thành tựu được đó là phân nửa
là nhờ có bạn lữ, có nghĩa là có bạn lành á. Đức Thế Tôn nói chẳng phải là như vậy. Cái thành tựu cái đời sống phạm hạnh này á, toàn phần phải nói là toàn phần nhờ thiện bạn hữu, thiện bạn lữ, có nghĩa là nhờ có cái bạn lành. Vậy thì bạn lành ở đây là ai quý vị? Bạn lành ở đây á, là Đức Phật, là bậc A La Hán, là những cái vị mà có kinh nghiệm, có trí tuệ, có kiến thức. Quý vị thấy rằng như có một quý vị tỳ khưu đó, đi đó nói với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con xin về, con hoàn tục, con không có sống cái đời sống này nữa. Đó thì cái Đức Thế Tôn hỏi tại sao vậy, tại sao mà đại đức là muốn trở về đời sống thế tục. Thì cái vị tỳ khưu này mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, do con thương cái cô đó quá mà bây giờ con không có còn cái tâm ý để tu tập được nữa. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng phiên giải thích cho cái vị đó, đối với cái dòng sanh tử này, vì thương cái cô ấy mà ngươi đã phải chịu lăn trôi trong cái dòng sanh tử này biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cái nước mắt mà ngươi đã khóc mà cho cái sự chia ly, mỗi khi mà chia tay, mỗi khi mà qua đời, vân vân, ngươi đã, cái nước mắt của ngươi đã khóc cho cái người phụ nữ đó, cái nước mắt nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Rồi Đức Phật đã thuyết lại những cái câu chuyện tiền kiếp cho cái vị đó nghe. Có khi cái vị đó hại cái cô đó, rồi cái cô đó cũng hại cái vị đó, hại qua hại lại, rồi gặp nhau, rồi làm vợ chồng, rồi hại nữa, rồi chia tay, vân vân. Thành ra khi mà nghe những cái câu chuyện đó thì cái vị đó đã hồi tâm tỉnh trí và xin rút lại cái lời là không có hoàn tục và tiếp tục tu tập để mà chứng đắc đạo quả là hán. Thì quý vị thấy rằng đối với cái bạn lành là cái người, cái vị mà có cái sự hiểu biết, có trí tuệ để mà cứu được mình ở trong cái lúc mà những cái hoàn cảnh bế tắc, cái vị đó hướng dẫn mình ra khỏi được cái hoàn cảnh bế tắc đó. Hoặc là cái người bạn lành đó có thể là khuyến khích mình cố gắng mình tu tập để mà đạt đến cái quả vị đó. Cũng như quý vị thấy rằng Ngài Anuruddha, Ngài nói như Ngài Xá Lợi Phất, thưa Ngài, đối với con thiên nhãn thông của con là con nhìn cái thế giới này 10.000 cái thế giới này giống như nhìn một cái vật mà đang để ở trong cái bàn tay của con vậy á. Ngài Xá Lợi Phất mới nói này, Anuruddha, đó là cái sự ngã mạn, đó là cái sự kiêu mạn của ngươi đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết pháp cho Ngài Anuruddha. Thành ra lúc đó Ngài Anuruddha đã nghe và đã đi tu tập để mà phát triển tuệ quán và cuối cùng chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Thì chúng tôi nói lên cái giai thoại này là để chỉ cho cái người bạn lành là chỉ ra được cái chỗ mà cái mình đang bị mắc kẹt, đang bị mắc kẹt ngay cái chỗ đó. Và cái người bạn lành này giúp mình thoát được cái sự mà dậm chân tại chỗ để mà phát triển tới chứng đắc được đạo quả đó. Thì bạn lành là như vậy. Thứ tư là khôn khéo trong công việc. Kinh Các Rác Ni Dê Xúc Đất Khá Ta. Khôn khéo trong công việc là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình biết cái khả năng của mình, cái thời gian nào mình phải làm cái công việc nào. Nhắc đến cái điều này chúng tôi nhớ có con hồi lúc đó chúng tôi có nghe cái vị đó nói có nhiều cái vị mà đi tu tập là rất là lạ. Hãy mà vô trường thiền thì đòi học, mà hãy mà vô cái lớp mà học thì lại đòi hành thiền. Có nghĩa là mình đi vô ở trong cái chỗ người ta hành thiền thì mình đòi học, mà hãy mà mình đi vô cái chỗ học thì mình đòi hành thiền. Thì chính vì vậy mà chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi ở bên cái trường thiền Wat Rampen ở bên Thái Lan á, thành ra cái ngày Ajahn Suphan á, ngày mới mở hai luôn, có nghĩa là bên đây
là hành thiền, bên kia đó là học vi diệu tạng, Abhidhamma. Thành ra đó là quý vị biết rằng vô đó là mình đi vô đó rồi, là người ta hỏi mình là học hay là hành. Hãy mà hành thì qua đây làm giấy, làm thủ tục. Hãy mà đi qua bên đây mà để học Abhidhamma hoặc là hành thiền gì đó, thì người ta sẽ chỉ mình phân khu ra từ khu như vậy. Đó, thì trở lại ở trong cái chi pháp thứ tư này nè, khôn khéo trong công việc á, có nghĩa là mình biết sắp xếp. Mình biết sắp xếp cái chỗ của người ta đang học, mình đi đến mình học. Hoặc là cái chỗ của người ta đang hành thì mình đi đến đó để mà mình hành. Bây giờ cái chỗ đó người ta đang hành thiền, người ta đang cố gắng, người ta làm cái gì cũng nhẹ nhẹ để người ta ghi nhận từ từ để chánh niệm người ta phát sanh. Mà mình cứ kêu người ta lại mình giảng hoài kêu người ta lại mình nói chuyện hoài thì như vậy là không có khôn khéo trong công việc. Công việc ở đây là nói về cái đời sống tu tập, cái đời sống tu tập đó. Còn cái công việc ở ngoài đời cũng vậy, nếu mà nói về cái công việc ở ngoài đời, mình cũng phải có sự khôn khéo nữa. Chúng tôi nói thật với quý vị, do chúng tôi sanh ra ở giữa chợ, thành ra nói về cái chuyện mà mua bán thì chúng tôi biết rất là nhiều. Quý vị biết hồi trước mình nhìn có những cái gia đình mình thấy người ta mở cửa sớm, người ta bán, người ta buôn bán sớm. Thì lúc đó mình còn nhỏ đó, thì mình nghĩ rằng mấy người này tại sao mà người ta không có như là người ta không có ngủ cho nó khỏe đi rồi. Chứ khuya đó thì có mấy người đi đến mua, đâu có bao nhiêu người đâu, mà mình dậy sớm chi mà cho nó mất sức khỏe. Hoặc là nói chung là bỏ cái thời gian dậy sớm bán được có 3-4 người mua thì nó ổn. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó nó sẽ tạo một cái uy tín, nó sẽ tạo một cái uy tín. Quý vị biết rằng có những cái gia đình hãy mà đúng 4:30 sáng người ta mở cửa, là 4:30 người ta mở cửa, mà hãy mà đúng 6:00 tối người ta đóng cửa, là 6:00 tối người ta đóng cửa. Mùa lạnh cũng vậy, mùa mưa cũng vậy, mùa nóng cũng vậy, Tết lễ hội gì cũng vậy. Thành ra quý vị biết rằng lâu ngày tạo ra một cái uy tín, lâu ngày tạo ra một cái uy tín. Bây giờ mà quý vị mà đã từng thấy những cái hình ảnh đó rồi đó, quý vị mà có đi đâu mà có bận, có cần đến cái gian hàng đó, quý vị chỉ cần nhớ là thôi, giờ này là mấy giờ, rồi giờ này chắc chắn quý vị cứ kêu người xuống ngay cái chỗ đó là quý vị thấy người ta đã mở cửa rồi. Còn bây giờ á, mà quý vị coi lại cái thời gian này, rồi bây giờ qua 6:00 tối là chắc chắn cái nhà nó đóng cửa rồi, khỏi xuống chi nó mất công, nó tốn thời gian, nó tốn công sức của mình đó. Thì chúng tôi mới thấy rằng là cái người mà người khéo léo ở trong cái công việc của người ta đó, quý vị thấy rằng lâu ngày lâu tháng nó tạo ra một cái uy tín, nó tạo ra một cái uy tín. Thành ra quý vị biết không, đối với những cái vị mà vào trong chùa mà tu tập á, nhất là chú tiểu á, mà muốn mà lấy lòng được hòa thượng trụ trì á, hòa thượng viện chủ á, mà cho tôi, chúng tôi có nhiều khi chúng tôi thương á thì chúng tôi cũng chỉ nữa quý vị, chúng tôi thương chúng tôi cũng chỉ, chúng tôi chỉ cái người đó á, hãy mà chú mà quét sân á, là đúng 5:00 quét sân, là hãy mà ngày nào cũng 5:00 mình quét sân. Mà hãy mà mình chọn cái thời gian mà 6:00 mình quét sân á, thì ngày nào 6:00 mình cũng quét sân. Chứ đừng bao giờ hôm nay mình hứng lên cái mình dậy từ hồi 4:00, 5:00 cái mình quét ào, mình quét tới 11:00 giờ mỗi người ta đi ăn cơm, cái mình cũng vẫn đứng ở đó mình quét. Rồi cái ngày mai mình không thích cái mình bỏ luôn, ngày mốt mình không thích mình bỏ luôn, rồi cái ngày hôm kia cái là bắt đầu đó mình thích lại trở lại nữa, cái mình dậy từ hồi sớm cái mình làm. Cái điều đó nó không có chuẩn, nó không có chuẩn mực nó, mà cái hãy ngày nào cũng 6:00 mình ra đó mình quét 1 tiếng đồng hồ, cứ ngày nào cũng 6:00 thì quý vị biết rằng cái người đó người ta tạo được cái uy tín. Tạo được cái uy tín thì ngay cả những người Phật tử đó, người ta đi đến chùa đó, người ta muốn gặp ai đó thì 6:00 người ta lại đó là người ta gặp. Ở trong những cái vị tu sĩ đó, chúng tôi biết có một vị
cứ muốn gặp cái vị đó đó là 5 giờ sáng là cái vị đó đi kinh hành trước cái cốc của vị đó. 5 giờ sáng cái vị đó đi kinh hành 45 phút gì đó. Rồi ở trong cái buổi tối, ngà buổi tối là 8 giờ cái vị đó đi kinh hành trước cốc vậy, đến 8 giờ rưỡi cái vị đó vô nghỉ một chút nữa là đi ngủ. Mà ngày nào cũng vậy hết. Ngày nào cũng vậy. Quý vị biết không, thậm chí mà mình muốn điện thoại cho cái vị đó, mình coi khoảng thời gian đó không điện, tại vì mình biết cái thời gian đó cái vị đó không có bắt máy đó. Mà hãy mà mình muốn kiếm cái vị đó, mình hỏi cái gì đó thì mình lợi ngay cho cái cốc của cái vị đó là đúng khoảng thời gian đó là mình gặp liền đó. Thì cái khéo léo ở trong cái công việc đời hoặc là công việc tu tập đó, chẳng những là mình làm cho mình có cái nếp sống, có cái nề nếp. Cái nề nếp của chúng tôi á, hồi nhỏ đó chúng tôi không có quan trọng, nhưng mà bây giờ càng ngày thì chúng tôi cảm nhận rằng cái nề nếp này rất là quan trọng. Mà cái người nào mà có khéo léo biết sắp đặt công việc thờ nào việc đó, cái thời gian này làm công việc này, cái thời gian của đêm, cái thời gian của ban ngày, vân vân, thì biết như vậy là một người có khéo léo. Chúng tôi rất là sợ, chúng tôi rất là sợ những ai mà người ta bữa nào mà người ta hứng, người ta vui lên á, người ta làm ào ào, cái bữa nào người ta buồn á là coi như là người ta nằm, người ta ngủ. Tại vì cái điều này quý vị biết, hồi xưa chúng tôi có những cái người bạn á, bình thường á họ đi làm họ cũng siêng lắm nha quý vị, họ siêng họ làm, nhưng mà mỗi lần mà họ buồn hay là họ thất tình vậy quý vị biết không, họ lên trên sân thượng á, họ ngủ. Họ ngủ đến nỗi mà mưa mà nó nhiễu vô, ngủ trên sân thượng á, mưa mà nó nhiễu vô mà họ còn không thèm dậy á quý vị. Là quý vị biết là coi như là nó tới cỡ nào này. Đó, thành ra thật sự ra đó, mình gặp những người đó đó, mình rất là khổ. Những người đó thật sự ra quý vị biết rằng mình đem Phật học vô mà nó không có trúng á, nó không có trúng ngay chỗ cái huyệt của người đó, thì mình cũng khó khơi dậy cái sức sống của người đó lại. Tại vì nó bị cũng như là nó bị trì trệ, nó nặng quá rồi, thành ra rất là khó, rất là để mà khó cứu đó. Cái đó gọi là khôn khéo, không có khôn khéo ở trong công việc. Còn cái người nào có khôn khéo á, thì người ta biết sắp đặt thời gian của người ta đó. Rồi cái chi pháp thứ năm á là dễ dạy. Cái điều này cũng nói theo chi pháp á, thì nó dễ quý vị, nhưng mà ở trong cái thời nay đó thì quý vị thấy rằng cái người dễ dạy á rất là khó. Dễ dạy á có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chịu nghe lời dạy đúng pháp của bậc trí. Quý vị thấy không? Tại sao mà chúng tôi nói về cái điều này? Hồi xưa ở trong kinh cũng vậy, ngày nay ở trong cái đời sống ngày nay cũng vậy. Nếu mà mình kiếm được cái người dễ dạy á, nó hơi khó nha quý vị. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà đệ tử của Ngài Kassapa không? Ngài chỉ có rầy la mà bậc trí rầy la. Có nghĩa là do cái người này sống cũng như là hơi xảo tí xíu. Có nghĩa là cái vị mà sư huynh đệ mình á, nấu nước cho Ngài để mà Ngài tắm á, rồi canh cái người đó nấu xong, cái bắt đầu mình mờ thỉnh Ngài. Thỉnh ngài có nước nóng rồi Ngài đi tắm đồ này kia, rồi thỉnh Ngài có cây trà răng, có khăn để sẵn đó, thỉnh Ngài lau mặt, vệ sinh đồ này kia. Nhưng mà thật sự ra đó là cái vị đó đó là coi như là ngủ không à. Canh người ta vừa làm xong cái là mình thỉnh sư phụ mình đó, là coi như là xuống để mà sử dụng vậy đó. Đó, thành ra đó khi mà Ngài phát hiện ra, Ngài biết cái vị này không có chịu làm mà không có phục vụ mà ngủ không à, rồi đến đó đó thì dành công đó, thành ra Ngài thấy, Ngài biết được cái tánh tình như vậy nên Ngài dạy bảo. Khi mà Ngài dạy bảo thì quý vị thấy rằng vị này giận rồi thì không đi bát khất thực chung với Ngài, rồi lại đi đến nhà của người thiện tín, nói rằng Ngài Kassapa giờ Ngài bệnh, thành ra Ngài thèm ăn cái món đó vậy đó. Rồi gia chủ thì quý vị biết rồi, đối với Phật tử mà nghe Ngài Kassapa mà bệnh mà muốn ăn cái món đó là lập tức người ta làm liền. Khi mà người ta làm rồi, người ta đưa cho cái vị này xong, cái vị này
về giữa chừng tiền cái chỗ nào vắng vắng ngồi ăn, ăn cho đã rồi về ngủ. Thì sau này thì người thiện tín nó gặp ngài Cát Sa Bá, thì thiện tín nó mới hỏi là hồi bữa ngài bệnh rồi con, ngài kêu con làm cái món đó cho ngài ăn, rồi ngài ăn ngài có đỡ không, ngài có khỏe không. Thì ngài mới chưng hửng ra, ngài nói ta đâu có bệnh gì mà ta đâu có kêu ai làm cái món gì cho ta ăn đó. Thì ngài lại về ngài gầy thêm một lần nữa. Khi mà gầy xong đó thì cái vị này đã đem cái quan trái cột quan trái với ngài, rồi chờ sáng hôm sau ngài đi bát khất thực. Thì cái vị này là coi như là đập bể những cái vật dụng ở trong cốc của ngài hết, rồi thậm chí còn đốt luôn cái cốc của ngài, đốt luôn cái chỗ ở của ngài đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái vị đó sau khi làm chuyện này xong rơi vào địa ngục, rồi một thời gian dài phải làm cái lò quỷ mình rắn. Thì chúng tôi muốn nói cái câu chuyện này ra đó, thật sự ra đó, cái người dễ dạy mình rất là khó kiếm quý vị. Rất là khó kiếm. Ở trong thời nay cũng vậy, ở trong thời nay cũng vậy. Quý vị biết rằng có nhiều cái câu chuyện có nhiều lúc đó mình phải kham nhẫn thôi, mình chịu đựng thôi, chứ mình không có dám nói ra. Cũng như những ngày mà chúng thuyết pháp mà quý vị nghe nó, quý vị cũng thấy rồi, quý vị cũng đã từng nghe rồi, ở xung quanh họ ca hát, họ karaoke, quý vị thấy có khi là chúng tôi bị là giống như là tứ bề thọ địch vậy đó. Có nghĩa là bên hông chùa nó cũng ca, rồi đằng sau chùa nó cũng ca, đằng trước chùa nó cũng ca luôn đó, nhưng mà không dám nói, không dám nói quý vị. Đó thì mình biết mình nói những cái người đó người ta không có sửa, người ta không có sửa. Do vậy mà quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập á, mình tìm cái người dễ dạy rất là khó. Nhưng mà khó nó chứ không phải là không có. Chúng tôi cũng thấy cái đời sống của chúng tôi khi mà đi vào xuất gia đó, thì nói chung là cái phần may mắn nó cũng nhiều. Có nghĩa là trong cái hồi cái thời mà chúng tôi đi học ở dưới chùa Siêu Lý ở Vĩnh Long á, quý vị biết rằng có những huynh đệ học chung là rất là vui. Mà chúng tôi cảm nhận rằng phải nói rằng là những cái vị đó đó, khi mà chúng tôi ở gần chúng tôi mới biết rằng là đúng là những người đó cũng rất là hiếm, rất là khó tìm. Là quý vị biết là tại sao mà chúng tôi nói là hiếm, là khó tìm không? Quý vị biết rằng là những cái vị đó thật sự ra nó rất là hiền. Học quá thì lo chăm chú học, học đến nỗi mà quý vị biết rằng có những cái vị mà đến cái giờ mà nghỉ giải lao rồi đó, cái vị đó quý vị biết cầm cái quyển tự điển mà ráng đọc một cái câu nào rồi mới nằm xuống ở dưới giường để mà nằm nghỉ, vừa nằm mà vừa lẩm nhẩm cái danh từ mà mình vừa học. Mà quý vị biết rằng những cái vị đó đó như là thầy tổ dạy sao là làm y như vậy, dạy sao làm y như vậy. Mà hãy mà thấy ở đâu mà những người nào mà người ta nóng tánh, người ta cáo gắt là những cái vị đó là quý vị biết rằng chỉ cần nghe tin vậy thôi là đã đi chỗ khác liền. Có nghĩa là các cái vị đó là sợ, sợ mình bị nhiễm, nhiễm là mình sân hận, mình giữ giống người ta đó. Hãy mà thầy tổ dạy sao là cái vị đó nhớ y như vậy à. Thành ra đó chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tánh dễ dạy thì ở trên thế gian ngày hôm nay mình khó tìm, nhưng mà vẫn còn đâu đó cũng vẫn còn. Hoặc là ở trong room này thì ở trong cái lớp học này thì chúng tôi cũng biết có nhiều người cũng rất là tội nghiệp quý vị. Có nghĩa là ở trong room hoặc là học đều biết tánh của các vị giảng sư hết. Thành ra đó coi như là đến cái giờ nào thì biết làm cái điều đó, mà làm với cái sự mà khép mình, rất là khép mình ở trong cái sự sinh hoạt đó. Rồi cái pháp thứ sáu là cầu pháp thâm á ca mát ta. Cầu pháp ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là có cái tâm mong muốn học pháp, thích tìm hiểu về giáo pháp. Quý vị thấy rằng đối với bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại,
Chỉ có cái giáo pháp này mới làm cho chúng ta thoát khỏi được cái dòng sanh tử luân hồi thôi. Chứ không có cái pháp nào, không có một cái lời dạy nào mà làm cho chúng ta thoát khỏi được cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra quý vị thấy rằng các bậc trí ngày xưa đó, hãy có thời gian là đi tìm đến giáo pháp. Quý vị thấy rằng tín nữ Visakha, ông Cấp Cô Độc, gia chủ Chiết Tá, vân vân, rất là nhiều. Gia chủ, nam gia chủ, nữ gia chủ, vua chúa, công tử, tiểu thư gì cũng vậy, cũng đi tìm đến Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng để mà cầu pháp, để mà học pháp. Thì cái cầu pháp ở đây là thích tìm hiểu, có cái tâm mong muốn gần gũi với giáo pháp. Quý vị thấy rằng đối với cái người mà chuyên tâm hành pháp thì sẽ đem lại cái sự an lạc, hoặc là mình chuyên tâm mình nghe pháp sẽ đem lại cái sự an lạc. Quý vị biết, thậm chí chúng tôi nói không phải là khoe, có nhiều đêm trước khi ngủ chúng tôi rất là thích, rất là thích mở những cái đĩa, những cái bài thuyết pháp của các vị trưởng lão, hoặc là bữa nào đêm nào mà tâm mình mà nó hơi nặng nề, có nghĩa là nó mệt ở trong tâm mình do những cái phiền não thì mình tìm lại những cái bài pháp mà giảng về thiền, xua đuổi cơn nóng giận, hoặc là cái tiếng Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ xin đạo tràng cho con giới tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ cảm ơn Phong Lan. Dạ, con nghĩ thường tọa pháp tính sư bị rớt mất. Dạ, xin quý đạo hữu hoan hỷ chờ trong giây lát sư sẽ trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Hỏi thì Phật tử tính có bật ở trước máy và có nghe được không? Nếu để được Phật tính đang có bật ở trước máy, xin thỉnh để được tính qua khi không biết lại. Có lẽ để được Phật tính không có bật ở trước máy. Kính bạch chư Tôn Đức và thư quý đều hữu, trong khi chờ đợi để được Phật tính trở lại thì hồi nãy thấy có sự hợp đang vào. Không biết thì đó đang lát được trở vào không, nhưng mà hơn 10 ngày trước thì có đưa lên một câu hỏi có thể
với chư tăng. Để chúng ta thực tính có thể quý dạy cho, tại vì sau giáo trình này có bài quan nghị chưa, trình mới rồi bây giờ không thấy rồi tôi sẽ đưa tay không biết đây để thực tính rồi bài giảng vừa rồi tôi thứ vị nhưng mà một lần nữa xin được hỏi đại đức tính, đại đức tính có tiếp tục bài giảng được không? Chúng ta thì xin anh Nam Mô Bụt Thầy chưa? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Yes, cảm ơn quý vị. Kính bạch Thượng Tọa Chánh Đẳng, hôm nay cái điều trì của Thượng Tọa Mỹ có vấn đề. Khi Thượng Tọa Cầm Bích nói thì chỉ nghe được vài tiếng thì ngừng một hồi chừng 30 giây rồi mới nghe được vài tiếng nữa. Thành thử khi nãy đến giờ nghe Thượng Tọa nói mà anh không hiểu gì hết, không hiểu là Thượng Tọa muốn đặt câu hỏi hay là muốn mời lên để nói về cái vấn đề giáo trình đúng không? Thành ra không có biết được. Và khi nãy có thấy Đại Đức Pháp Tính vừa vào, không biết bây giờ Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không?
Như vậy thì giờ này chúng ta làm cái gì? Chúng ta đã, chắc có lẽ là chúng ta phải qua cái phần thảo luận. Xong cái phần thảo luận thì chúng ta còn 15 phút, 15 phút trước khi 10 giờ, trước khi chúng ta sẽ bàn đến cái vấn đề giáo trình sắp tới. Và do vậy xin lưu ý. Ồ, để Đức Phật Tính còn rung. Xin hỏi thì Đức Phật Tính có nghe được không ạ? Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Phật Tính nghe được và Đại Đức trở lại, xin thỉnh Đại Đức trở lại để cho hoàn tất cái chỉ pháp và về giảng trước khi chúng ta bước qua phần thảo luận. Sau phần thảo luận đến còn khoảng chừng 20 phút nữa và 15 phút nữa thì chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề giáo trình sắp tới. Và xin cung thỉnh Đại Đức Phật Tính. Dạ, yeah. Cho chúng tôi hỏi quý vị có nghe? Dạ, dạ cảm ơn. Dạ con xin sám hối với chư tăng, cáo lỗi với đại chúng. Ngày hôm nay thì mới vừa khen ở bên ngoài được yên ổn, rồi thời tiết thì nó cũng không có nóng quá, nó cũng mát mẻ do mưa suốt mấy ngày nay. Mới vừa thấy vui vui ở trong tâm là coi như là nhìn lại là thấy văn thoát nó không hoạt động nữa rồi. Dạ, anh quý vị thông cảm. Dạ, bây giờ thì chúng tôi tiếp tục với cái pháp thứ bảy, ngài là chiên cần. Quý đức gia cầm pháp chiên cần ở đây có nghĩa là siêng năng, tinh tấn, tinh tấn mà bất thối. Bất thối trong cái gì? Bất thối trong những cái ác ngăn trừ, những cái ác bất thiện pháp. Và cái việc tu tiến về thiện pháp đó, cái siêng năng hoặc là dạ, quý vị nghe lại được chưa? Quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi được chưa? Dạ, dạ con xin sám hối với sư phụ, với thượng tọa giác đẳng. Nếu mà con rớt nét một lần nữa thì con xin. Quý vị nhắn lại giùm đó thì
Thưa Phật tử vị có được không? Một lời nói được không? Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, dạ con Từ Mẫn, dạ con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng, dạ cảm ơn phong làng. Dạ có lẽ sư quý sư đã bị rớt mất rồi cho nên không biết cái đường dây của Thượng Tọa Giác Đẳng có vấn đề không mà sao chúng con nghe nhưng mà nghe rõ mà không có liên tục. Mà đến cái đường dây của con thì có lẽ quý chư đạo hữu trong đạo tràng nghe rõ thì con nghĩ là chắc có lẽ là đường dây của sư có cái vấn đề gì. Dạ con kính cung thỉnh sư Giác Đẳng trở lại đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, con xin xuống mít. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là bây giờ quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, hôm nay chúng tôi có ít nhiều trục trặc kỹ thuật. Có lẽ là đang chúng tôi vậy. Nên chúng tôi đề nghị là để vào phần gió hết. Sau khi mà chúng ta thảo luận xong, chúng tôi sẽ tóm tắt bài học ngày hôm nay lại. Và chúng tôi sẽ nói về những đoạn cuối. Thật ra thì bài học hôm nay cũng có một số điểm rất là quan trọng cần phải nói rõ. Nhưng mà chư tôn đức còn đông ở trong rung thì xin hỏi rằng Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Từ Quyền, Đại Đức Nguyên Thông, hồi nãy có Thượng Tọa Pháp Tân, rồi đó Thượng Tọa Pháp Đăng nữa, rồi bây giờ Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân đi ra rồi. Cũng quý biết là đôi khi cũng rất là khó để có mặt đông đủ chư tăng. Thì thứ vị còn có 7-8 bữa nữa
là chúng ta hết trường bộ kinh rồi, hết giáo trình trường bộ kinh. Không biết chư tăng có ý kiến là giáo trình tiếp theo là giáo trình như thế nào, để thì có vài chuẩn bị không? Tại lúc này thực sự cũng đang bận vài công việc đó. Thứ nhất thì xin được thỉnh thưa tổ thầy sư, nếu thưa tổ thầy sư đang có mặt trước máy và nghe được thì xin thỉnh thưa tổ quan hỷ cho biết ý kiến của thưa tổ. Thành đồng của thầy, kính bạch thượng tọa giác đẳng, cuối cùng thì bây giờ trong room chỉ còn có thượng tọa Tại Vì với Đức Minh Thông với chúng tôi thôi, thiếu ba vị. Bây giờ có hai trường hợp. Một là còn lại bao nhiêu thì chúng ta sẽ bàn. Chúng ta sẽ bàn về giáo trình. Rồi sau đó thì chúng tôi nghĩ rằng là Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tân, Đại Đức Pháp Tính là phải chiều theo thôi. Còn thứ hai đó, nếu không thì thỉnh Thượng tọa đúc kết lại bài học hôm nay và bắt đầu chúng ta thảo luận. Rồi Thượng tọa thông báo cho biết là ngày mai sẽ bàn về giáo trình, thì lúc đó chúng tôi hoặc là Thượng tọa Tự Vì sẽ liên lạc với các vị giảng sư đó để có mặt, để có mặt. Vì các vị không có nghĩ rằng hôm nay là sẽ bàn về giáo trình, cho nên có bữa có bữa không. Còn thể mà thông báo thì các vị sẽ có mặt đông đủ. Bây giờ trong hai trường hợp đó, xin thỉnh Thượng tọa Tự Quyền, xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng kết luận. Hồi giờ này đã thấy có đệ có Thượng tọa Pháp Tân vào rồi, Thượng tọa Pháp Tân mới vừa lại. Nếu như vậy thì nếu Thượng tọa Giác Đẳng đã nói là cứ bàn hôm nay, thì bây giờ đến trước hết là chúng tôi xin có ý kiến trước. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, vì rằng ở trong cái lớp Phật pháp của Thầy Thầm Má chúng ta chỉ chuyên về những cái giáo trình kinh tạng thôi. Luật tạng thì không có đem ra học ở đây được rồi. Còn ví dụ pháp thì cái giáo trình nó rất là mênh mông,
cái này nó liên đới với cái kia, cho nên chúng ta không thể bàn được cái chỗ đó. Thì chúng ta cứ theo kinh Tạng, bây giờ chúng ta cứ lấy năm cái giáo trình hiện tại là chúng ta đang hoàn tất cái giáo trình trường bộ kinh. Chúng ta đang đứng ở cái điểm khởi hành, thì chúng tôi đề nghị trong cái giáo trình sau trường bộ kinh là chúng ta học trung bộ kinh. Các vị còn nghe chúng tôi nói rõ không? Thượng tọa Pháp Tân thì nghe đứt quãng. Dạ, cảm ơn thượng tọa Tân Nguyên. Thì như vậy đó, là chúng tôi đề nghị là cứ trường bộ kinh xong rồi đến trung bộ kinh. Trung bộ kinh rồi chúng ta sẽ đi qua tương ương bộ kinh. Tương bộ kinh chúng ta tiếp tục tăng chi bộ kinh, rồi tăng chi bộ kinh chúng ta đến tiểu bộ kinh. Ở trong tiểu bộ kinh trước đây chúng ta có học đó, đã lâu lắm rồi. Ở trong tiểu bộ kinh mà kinh Pháp Cú là cái lớp lớp Phật Pháp Vô Thơ Thầm Má thì chúng ta bỏ lâu lắm rồi. Chúng ta bây giờ chúng ta có dịp để chúng ta học lại. Rồi sau cái tiểu bộ kinh đó, chúng tôi đề nghị là chúng ta học từng bài của Mi Tiên Vấn Đáp, chúng ta trở lại. Thì như vậy ít ra chúng ta cũng là 3-4 năm chúng ta mới học lại, 3-4 năm chúng ta mới đáo lại. Và như vậy thì chúng ta có dịp để chúng ta đi ôm lại kinh Tạng, cái đó cũng hay lắm. Còn bây giờ nếu mà chúng ta lấy ngang nửa chừng cái này cái kia đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ làm cho mất cái phương hướng theo chúng tôi như vậy. Bởi cái việc mà chúng ta học thứ lớp là 5 bộ kinh Nikaya của kinh Tạng, thì cái chuyện đó nó sẽ tốt cho chúng ta, và nó cũng có dịp để cho các vị giảng sư chúng ta là công việc hàng ngày của các vị giảng sư chúng ta bận biểu cái công việc ở trong chùa trụ trì, cho nên chúng ta cũng sẽ ít có cái thời gian để chúng ta xem kinh Tạng lắm. Cho nên nhân dịp nhân tiện mà chúng ta giảng giải giáo trình ở trong lớp Phật Pháp Bố Tát Thâm Á hàng đêm hàng ngày, chúng ta có cái cơ hội để chúng ta ngồi lại tới phiên bình, thì chúng ta sẽ theo dõi cái bài kinh đó, chúng ta tìm cái ý nghĩa đó để chúng ta thuyết giảng. Như vậy thì cũng hay đó. Và nếu được thì trong giáo trình trung bộ sắp tới đó, thì chúng ta đề nghị là riêng về các giảng sư chúng ta đó, như là Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Tân, Đệ Đức Pháp Tính, các vị cũng nên cố gắng làm sao chúng ta tranh thủ là trong cái ngày mà mỗi ngày vậy, vào cái giờ thảo luận chúng ta có mặt để chúng ta theo dõi được và chúng ta tham dự được cái phần thảo luận của các cái bài kinh trung bộ. Bởi vì chúng ta biết là các vị hiện đang là giáo thọ giảng dạy ở các trường trung cấp hay trường cao đẳng Phật học, thì các vị cũng nên thường xuyên trau dồi với dạy thầy cây dạy thợ để cái tư tưởng Phật Pháp và cái khả năng thuyết giảng
chúng ta không có bị lúng túng hay không bị mai một. Có như vậy thì chúng ta mới tiến bộ. Cho nên mong rằng các vị giảng sư chúng ta trong cái học kỳ tới chúng ta cố gắng. Chúng tôi thì cố gắng đêm nào chúng tôi cũng phải vào, một là để dẫn nhập, hai là để phụ tiếp cái phần thảo luận. Chỉ có khi nào sức khỏe kém thì chúng tôi thảo luận một vài câu, chúng tôi giới đẳng cho đi nghỉ thì chúng tôi mới đi nghỉ thôi. Mong rằng các vị giảng sư chúng ta sẽ nhớ. Như vậy thì ý kiến của chúng tôi là sau hết cái trường bộ này chúng ta sẽ bắt đầu giáo trình trung bộ. Sau trung bộ chúng ta sẽ học trung bộ. Không biết là cái điều chúng tôi đề nghị vị Trư Tôn Đức giảng sư chúng ta có ý kiến như thế nào. Bây giờ trước nhất xin cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại điều họp, cho mời các vị giảng sư khác có ý kiến. Nam Mô Bổn Thầy. Chào mừng Thượng Tọa Tiểu Sư đã cho ý kiến là chúng ta sẽ học trở lại tuần tự sau trường bộ kinh là thấy trung bộ kinh rồi tương bộ kinh. Thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tự Quyền. Dạ, xin thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Phong Lan cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Hữu Thị Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa cùng Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và trước nhất thì con nghe đến một điều, con tiếp tục cái giáo trình của trung bộ là con sẽ thuốc lành thai rồi, bởi vì mình đã đi được các bộ kinh thì mình đi cho đủ. Đây cũng là một cái gì đó mà Phật Pháp mà thường người ta nói cái miệng nhiều, chứ nó là ta đọc hết kinh văn này kinh văn nọ. Nhưng điều bây giờ trước nhất là đối với các vị giảng sư trực tiếp ở trong room thì chúng ta đã dầu cho có liên tục hay không liên tục gì đối với các vị, nhưng điều chúng ta cũng đã như là một cái hành trang, như là một cái học pháp mà nó xuyên suốt ở các cái bộ kinh qua lời Phật dạy. Thì đây là con xin tán thành trước nhất việc đó. Còn cái việc thứ hai thì kính bạch sư phụ Tỳ Siêu, thì phải nói rằng là việc sư phụ nói thì sư phụ coi như chứ, ví dụ như lâu lâu con vắng là con vắng ngày, thì xong việc là con tranh thủ con vào rồi, dẫu cho có trễ thì con nghĩ rằng cũng có tốt hơn, chứ không phải là để trễ mà vào. Dạ thì quả thật thì sư phụ hiểu được cái việc ngoài cái việc cái chuyện mà giảng dạy nó còn ba cái chuyện khác nữa, nhưng điều mà con cũng sẽ cố gắng con sẽ vào room để đóng góp để học hỏi, là một cái nó như là một cái tinh thần trách nhiệm mà bằng tự thân của mỗi người. Và chính vì vậy cho nên cái room Phật Pháp này nó được tồn tại là vậy, nó bằng tinh thần của tự thân của mỗi người, nó mang cùng một giá trị rất là tích cực mà dùng Phật Pháp mà xuyên suốt, và có chuyện gì đó thì báo cho các vị có thể điều khiết vân vân. Thì đó chính là một điều mà con nghĩ rằng đây cũng là một cái phước, đây cũng là một cái duyên mà để mang theo. Thì những chương trình mình đã đề ra như vậy thì con cũng nghĩ rằng là quá là tốt, chứ là không phương án nào mà có thể đổi thay một cái chuyện gì khác. Như hồi nãy sư phụ nói, con cũng thống nhất không thể nào mà giải vi diệu pháp được. Rồi hôm nay sư phụ giảng, ngày mai cái duyên con, là nó cách hiểu về cái điều đó của sư phụ nó khác, cách hiểu của con nó chưa có như sư phụ thì cái bài vở nó khác liền. Quả thật chúng ta thấy vi diệu pháp nó có một giáo trình gọi là căn bản như vậy, nhưng nó rộng lớn. Thì đó chúng ta để cái duyên phước gì đó cho Phật tử ai có trực tiếp học. Thì sư phụ thời xưa sư phụ biết là đã dòng đi dòng lại cho tụi con, riêng là con là không biết bao nhiêu lần rồi. Như điều mà để bây giờ mà nói rằng chỉ vô cái điều là phải cầm bổn cầm bản, chứ không phải là một chuyện mà tự tin được. Con cũng thành thật con nói vậy. Con nhớ nói cái điều này, con nhớ biết sư phụ nhớ hay không, là con với sư
Pháp Nhiên ngồi học cái lớn rồi mới đi, mà không biết bao nhiêu lớp, bao nhiêu khóa, cũng không có nhớ nữa. Nhưng điều mà hỏi bây giờ mà bảo con Siêu Nhiên vào mà cho một chương trình của Vi Diệu Pháp là tụi con phải cầm bổng, tụi con phải dựa trên cái sườn đó đi và phải phát huy một cách trật tự và rõ ràng, chứ không phải nó tự tin. Còn riêng về sư phụ thì sư phụ cũng như là hàng ngày như mỗi ngày trong cái việc đó, cho nên đây là một cái điều mà con cũng xác định rõ như vậy. Trên tinh thần kinh tạng mà chúng ta đi tròn thì như sư phụ nói dài qua năm mà quay lại, đó cũng là một điều phải nói rằng là chắc 5 năm, 7 năm chứ không thể nào mà như lời sư phụ nói mà cũng như là 3 năm được đâu. Nó rất là dài. Vì vậy cho nên đây là một cái sự thống nhất mà con nghĩ rằng là rất là xa thú. Và con cũng xin cố gắng sẽ là tranh thủ sẽ vào, chứ con không có phải là như sư phụ cứ yên tâm đi, là cái sự xuất hiện của sư phụ là giá trị tuyệt đối rồi. Còn kết đối tụi con thì nó cũng sẽ là có sự cố gắng, chứ không thể nào mà đó là khi sư phụ nói như vậy, đó là một lời sách tấn, một lời khuyên nhủ để cùng tiến tu đạo pháp. Thì con ghi nhận cái con xin thọ trì cái lời dạy này và nguyện sẽ cố gắng, chứ không phải như kiểu mình sương sương sàng sàng, cũng như là khi vui mình đậu, khi buồn mình bay, phải là vậy. Mà cái việc tu tập rồi cái một ngày một lớn hơn, một ngày cần phải dẹp bỏ, chứ không phải một ngày đừng nên càng gánh nặng. Bởi cái việc mà có nói không gì, mặc dù bận nhiều quá Phật sự, tại sao mà nói bận nhiều quá Phật sự? Cái chuyện bận đó là không có đúng. Không, con xin con nói như vậy có lẽ là hình như ta nghe hơi lạ. Mà nói mặc dù mình bận nhiều Phật sự, tại sao mình phải bận như vậy? Cái việc tu, việc học của mình, đó là cái việc đúng hơn chứ. Tại sao mình gọi là bận nhiều Phật sự? Ba cái chuyện tục sự, ba cái chuyện mà thế này thế kia, nếu như chúng ta dẹp bỏ được thì nó dẹp bỏ, bỏ qua được thì chúng ta nên vượt qua liền. Bởi vì thời gian nó cũng còn chờ mình nữa. Sư phụ biết tà năm nay con cũng 50 rồi, mới được bao nhiêu năm nữa đây. Đó, sư phụ thấy thì con phải tự hiểu chứ. Bây giờ một ngày quả thật một ngày một càng nặng, nhưng điều mình ý thức được là mình quá bận nhiều là tự hại cho mình thôi, tự mình đánh mất, tự mình mất đi một cơ hội, mất đi một cái điều kiện tốt. Nên rằng cái sự phụng sự chỉ là một cái tinh thần phụng sự thôi, nhưng cái sự phụng sự nó mang tính tức là hộ trì trên tinh thần Phật Pháp. Mà ở đó tức là hộ trì cái giáo điển, giáo nghĩa mà xuyên qua cái sự nghe, cái sự học, cái sự hiểu và cái sự sau đó tức cái sự thực hành. Và vừa nghe vừa hiểu vừa thực nghiệm thì cái điều này là một trong những hành trang. Đó cũng là ba la mật ở trong hiện kiếp này cũng như là kiếp đại sinh. Thì đó chính là cái ý niệm của chính con. Xin thống nhất và cũng như là một bộc bạch để quý ngài được cảm thương. Và con kính cung thỉnh thần tọa quay trở lại dần tính tượng đặt tiếp tục điều hợp. Nam mô Bổn Thầy Giả. Sao thú kính trình thượng tọa lời pháp biểu của thượng tọa tuyên quyền. Thượng tọa tin thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng đang có mặt trước máy xin thỉnh thượng tọa cho biết ý kiến của thượng tọa. Khi nãy thượng tọa từ siêu có đề nghị đó là sau giáo trình trường bộ kinh thì chúng ta sẽ tiếp tục với giáo trình trung bộ kinh. Thượng tọa có ý kiến gì không? Để xin thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giả, Nam mô Thông Ma Giả, Nam mô Sư Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nên lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Tọa Nhật Đẳng, Tọa Tuệ Quyền, Đức Phật Tính, Đại Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thầy chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Nãy giờ thì cũng gặp nhiều cái sự cùng, nó cũng có nghe được quán, không rõ. Bây giờ thì nó đỡ. Để trả lời cái câu hỏi của Tòa Giác Đẳng thì như là các vị thường Tòa Giác Đẳng cũng như là Tòa Tự Siêu để chuẩn bị cho một cái giáo trình mới thì theo con thì con nghĩ rằng giờ học trung bộ thì nó cũng hợp lý. Thì con nhớ thời gian trước mình có học Tăng Chia trường bộ cũng đã đi qua,
giờ Đức Phật truyền bộ kinh. Thì cái việc trước nhất thì bản thân như Thường Tòa Tỳ Siêu đã yêu nhắc nhở chúng con ấy, thì con nghĩ rằng mỗi vị ở đây như Thường Tòa Tự Quyền, Tòa Phật Đăng, Thường Tòa và bản thân chúng con cũng như là Sư Phật Tính, Đức Phật Tính, những vị có những cái vai trò cũng là trụ trì còn nhiều cái công việc. Nói như vậy để mình thấy rằng là những cái công việc sinh hoạt Phật Linh gì đó, tại vì như là bị tổn suy gầm thiết dễ, cái đó cũng là một cái lợi bản thân con nghĩ là vậy. Thì chúng con sẽ cố gắng, riêng bản thân con thì con sẽ cố gắng rồi sẽ vào rộng hơn, nhưng mà rồi có những cái công việc thì khi rồi nó cũng bất khả kháng, cho nên là cũng có thể là mình sắp xếp. Nhiều khi chúng con thì có cái đi xa về rất là mệt, rất là mệt, vô rồi ngồi nghe một chập thì nó lại là bị hôn trầm, cho nên cái đó nó cũng một cái trở ngại. Thì chúng con sẽ cố gắng để vào sinh hoạt ở trong rừng. Còn riêng về giáo trình Kinh Trung Bộ thì con nghĩ đây là một cái giáo trình trước nay thì con không biết trước kia thì có học hay không, mà Kinh Trung Bộ thì đến bây giờ thì bây giờ là lần học, con nghĩ thì nó cũng là lần đầu để con sinh hoạt thì cũng đã lâu. Nhưng mà Kinh Trung thì chưa có giảng qua. Bài cái bộ thì có 152 bài kinh á, thì có những bài kinh rất nhiều cái ý pháp cũng như chi pháp, thì con cũng có một cái thỉnh cầu với Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như là Thượng Tọa Tỳ Siêu, làm sao bài kinh đó chia rất nhiều cái ý pháp cũng như là chi pháp khác nhau, thì nếu mà tới cái ngày của vị nào giảng thì con cũng yêu cầu Thượng Tọa Giác Đẳng làm sao phân ra những có những cái ý pháp mà nó có những cái sự liên hệ với nhau ở trong một bài kinh đó, thì Thượng Tọa gửi trước cho các vị giảng sư trong room để chuẩn bị cho cái bài giảng đó. Để con nghĩ là Kinh Trung Bộ thì có những cái bài kinh rất có nhiều cái lý pháp trong đó, vì cho nên là mình phải chia ra nhiều cái ngày để giảng hơn, thì như vậy sẽ có cái thời gian cũng như là chúng con một cái sự chuẩn bị trước, cũng như là bài kinh nó sẽ được phân tán nhãn rộng là thêm có nhiều cái thời gian hơn. Thì đây là những cái yêu cầu của chúng con cũng như là những điều mà chúng con rất quan hệ trong cái việc học Phật Pháp, đặc biệt là chuẩn bị cho một cái giáo trình mới để học Kinh Trung Bộ. Con xin có cái ý kiến như vậy. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Thầy. Dạ, con thưa Thượng Tọa Pháp Tình. Tiếp theo thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Tiên Thông có ý kiến về giáo trình Trung Bộ Kinh, nhưng mà sẽ trở lại với Thượng Tọa Tự Sự để chúng ta có một vài cái góp ý về cái cách giảng dạy của Trung Bộ Kinh. Dĩ nhiên Trung Bộ Kinh có khác với Trường Bộ Kinh, và từ cái giáo trình của Trường Bộ Kinh chúng ta học được, học hỏi được gì, và sau khi mà mình học gần xong giáo trình Trường Bộ Kinh thì Chư Tôn Đức có cái cảm nhận như thế nào về cái cách phân bài, cách dạy của Trường Bộ Kinh, mà từ đó chúng ta thì rút về để cho tương lai được. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính, ý kiến Đại Đức Pháp Tính, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ đại siêu thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thị Quyền, thượng tọa Pháp Tăng cùng là chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. cái đường nét này khi mà hết giảng nó hết gớt rồi. Dạ, nó không có bị gớt nữa quý vị. Dạ, con cũng sám hối với chư với các ngài, ngài cáo lỗi với đại chúng. Qua cái giáo trình mà các ngài đã đưa ra và đang thảo luận thì theo con nghĩ, con phải nói rằng con rất là tri ân các ngài. Các ngài đưa ra một cái giáo trình nào đối với bản thân của chúng con thì chúng con đều rất là hoan hỷ, vì rằng chúng con nghĩ rằng cái cuộc tu này của chúng con chỉ có bám sát theo cái kinh điển này thôi, có nghĩa là quay quần với những bộ kinh này, những bộ kinh kia, cũng như lời của sư phụ Thầy Siêu đã dạy đó. Thì do mình phải lo nhiều cái công việc ở trong chùa, phải nói rằng là cái thời gian của mình đọc kinh hoặc là coi sách nó rất là bị hạn chế. Nhưng mà nhờ có cái lớp học thì đến mỗi tối là mình phải soạn để giảng hoặc là theo dõi để mà giảng. Vậy thì còn coi được vài trang kinh trong một ngày thì cũng nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội để chúng con được tạo những cái phước báo. Thì song song ở đó đó thì con mong nếu mà ngài sư phụ Thầy Siêu và thượng tọa Nhất Đẳng, nếu các ngài có những cái bài kinh mà để mà bố cục lại đó, thì nếu các ngài có thì các ngài cho chúng con để chúng con có được cái tài liệu nó gọn, nó chắc hơn để mà thuyết giảng trong vòng một tiếng đồng hồ, một giờ đồng hồ, để cho bảo đảm cho cái người nghe trong cái thời gian đó nó đủ với những gì được diễn ra ở trong cái bài kinh đó. Thì nếu mà được như vậy thì con rất là mừng. Thì thật sự ra nghe học đến kinh Trung Bộ, tâm của con rất là hoan hỷ. Nhưng mà trong cái sự hoan hỷ đó, sợ nhất là cái bài kinh đầu tiên. Cái bài kinh đầu tiên của bên Trung Bộ đó, căn bản pháp môn đó, thì cái đó là cái bài kinh đó thì thật sự ra nó như cái bài kinh đó thì rất là dài. Chắc có lẽ theo ý của con đó, thì con nghĩ chắc là cái bài kinh nó phải chia ra làm nhiều đoạn để cho các vị giảng sư giảng, rồi đến những cái bài kinh tiếp theo đó, thì mỗi vị sẽ giảng một bài. Thì theo như chúng con thì chúng con nghĩ như vậy đó. Sau này quý ngài coi lại thì con thỉnh quý ngài sẽ sắp xếp. Vậy thì cuối cùng đối với giáo trình mà quý ngài đã đưa ra thì con đều hoan hỷ hết, và có khó thì chúng con cũng ráng cố gắng để mà tu học theo những cái giáo trình này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam Mô Bích Thầy Giá. Sa thú kính trình đệ Pháp Thính. Trước khi mà chúng ta bàn về cái cách giảng dạy của Trung Bộ Kinh thì xin thỉnh ý kiến đệ Đức Quý Thông. Thì tôi thường xuyên đề nghị là giáo trình tiếp theo là Trung Bộ Kinh. Đệ Đức Quý Thông có ý kiến gì không? Xin thỉnh đệ Đức Quý Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy con nghe sư bá Thầy Siêu nói để dành 15 phút sau để bàn gì đó, thành ra con xin nói ngắn vắn tắt là con là cái người là ham học, siêng học, ngày nào cũng vô đây để đọc, cho nên con không có ý kiến gì, và thấy chư vị giảng sư giảng dạy rất hay, con đã hiểu bài. Và con xin trong ai là chư sư phụ để theo lời mà sư bá nói là để 15 phút sau để bàn luận về cái gì đó. Con xin trao mái lời sư phụ và chân thành tri ân chư vị lắm cả nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai.
có vấn đề được như thông mơ. Có điều chắc chắn rằng Trung Bộ Kinh sẽ có cách dạy khác với Trường Bộ Kinh. Trường Bộ Kinh là những bài kinh dài, do đó có đôi khi mỗi một bài kinh, thí dụ kinh thập thường phóng tục khác với kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì rất là khác với kinh Khởi Thế Nhân Bổn, hay là kinh Từ Khoan Hỷ, kinh Thanh Tịnh. Thì bà thưa tôi thưa xíu, thưa tôi có ý kiến gì về việc soạn thảo cái phương pháp giảng dạy cho giáo trình Trung Bộ Kinh, và nhìn lại cái giáo trình Trường Bộ Kinh thì chúng ta đã giảng dạy 34 bài kinh trong suốt hơn một năm qua, thì khi mình nhìn lại giáo trình Trường Bộ Kinh, thưa tôi có chỗ nào hài lòng và có chỗ nào thưa tôi chưa hài lòng không? Kính thỉnh thưa tôi thưa sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thật ra thì cái giáo trình Trường Bộ chỉ có một số bài kinh sau này, kể từ khi Thừa Tọa Nhất Đẳng bắt đầu cho cái giảng bài hay cái đại ý thì bắt đầu mới chặt chẽ, chứ còn trong những cái bài kinh đầu lúc đó Thượng Tọa vắng mặt, cho nên cỡ khoảng chừng 8 bài kinh đầu là chúng ta chưa có phân đoạn. Để nói một cách chặt chẽ, cái đó chúng ta cũng mới thử thôi. Vì vậy rất là hoan hỷ khi mà hôm nay đó, mặc dù chúng ta còn tới 9 bài nữa chúng ta mới hết Trường Bộ, nhưng mà hôm nay Thượng Tọa Giới Đẳng cho thời gian để chư tăng bàn về cái giáo trình sắp tới. Như vậy còn đã có sự chuẩn bị thì như vậy chúng ta nghĩ rằng là đến Trung Bộ Kinh thì chúng ta bắt đầu chặt chẽ ngay từ cái buổi đầu. Còn về vấn đề giáo trình Trung Bộ Kinh thì ở đây nó có hai trường hợp. Một là đến mỗi một bài kinh như vậy đó, chúng ta sẽ có một cái giảng bài trước theo từng bài kinh, rồi cái giảng bài đó để chúng ta tóm tắt lại cái nội dung của cái bài kinh mà sẽ học trong ngày hôm nay. Thí dụ vậy thì như vậy chúng ta làm cách nào chứ Trung Bộ Kinh đó, thì nó cũng có một cái có những cái chi tiết sẽ là mất thời gian nếu chúng ta đọc hết. Lại nữa là chúng tôi đề nghị
ở cái giáo trình Trung Bộ á, là chúng ta chỉ lên cái duyên khởi, rồi cái nội dung bố cục, và trong đó có những vấn đề phải thảo luận. Cuối cùng là lúc kết cái bài kinh. Nhưng mà trong cái cách trình bày đó thì ở đây chúng tôi đề nghị là ở trong trung bộ kinh sắp tới, kính mong thượng tọa chấp đẳng soạn dịch cho cái đầy cái tổng quan, cái tổng quan về bài kinh đó. Và thứ hai đó là khi mà gửi bài cho các vị MC là chỉ gửi bằng bản tiếng Việt thôi, không có xen lẫn tiếng Bali. Khi mà các vị MC đọc Bali, có những vị đọc được, có những vị đọc không được, thì nó trục trặc và sẽ mất nhiều thời gian, chứ hơn nữa đọc ra thì không ai hiểu hết, và chính bản thân người đọc cũng không hiểu. Do vậy cho nên cái phần Bali đó chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, khi nào trong cái bài kinh đó có những đoạn nào mà đọc, đoạn kinh nào họ được dịch ra mà xem khó hiểu, thì lúc đó chúng tôi sẽ xem xét nguyên bản Pali ở cái đoạn đó, và chúng tôi sẽ đem ra để mà thảo luận. Khi mà thượng tọa giáo đẳng hỏi đến chỗ đó thì chúng tôi sẽ làm công việc đó, thì nó sẽ, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ nhanh hơn, bởi vì khỏi cần phải đọc từ, đọc hết đoạn Pali, chỉ trích dẫn ở trong đó những cái câu nào cần phải nói thì chúng tôi nói thôi. Như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ mất cái thời gian. Thí dụ như ở trong cái bài kinh thập thượng này, nói cái vấn đề mà chúng ta cứ mỗi ngày phải đọc lại cái 10 cái chủ đề, thí dụ như Dasak Pavukara Thamma, Dasak Phavetapa Thamma, Dasak Paha Tapa Thamma, v.v. Đọc hết cái đoạn Bali đó thì chúng ta mới bắt đầu là có 10 pháp, có dự tắc, thì 10 pháp cần phải tu tập, 10 pháp cần phải được đoạn trừ, 10 pháp cần biết tri, 10 pháp thuộc phần thủ thắng, 10 pháp có thể nhập, v.v. Đọc hết 10 cái đề tài đó rồi đó, chúng ta mới bắt đầu đi vào ngày hôm nay sẽ học 10 pháp cần phải biến tri. Thì chúng ta mất cái thời gian cái đoạn đó, để mất cái, thay vì cái thời gian đó để chúng ta thảo luận nhanh, thì ở đây chúng tôi thấy cái chỗ, cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn có 9 bài nữa thì thôi, trong 9 bài sắp tới thì chúng ta cứ vẫn tiếp tục y như cũ, cứ đọc Bali cho nó, đọc cho hết năm nay đi, rồi qua năm tới chúng ta đến trường bộ kinh đó, đến trung bộ kinh đó, thì chúng ta sẽ gói gọn lại
là chúng ta chỉ đọc cái bản dịch thôi. Tất nhiên hãy tên về bài kinh, hãy đọc Pali, rồi cái địa danh là nơi mà Đức Thế Tôn trú ngụ để mà thuyết bài kinh đó, chúng ta phải đọc. Rồi tên người chúng ta cũng phải đọc. Nhưng mà những cái đoạn pháp đó thì chúng ta khỏi phải đọc tiếng Pali, cứ đọc lại tiếng Việt gì. Còn các vị giảng sư chúng ta mỗi bài đó thì các vị chịu khó. Thí dụ như ngày mai hôm nay chúng ta học cái bài kinh số mấy, thì ngày mai tới phiên mình thì mình nên xem trước cái bài kinh đó. Và có một cái nữa là chúng tôi cũng xin đề nghị là không biết ở bên kia Thượng Tọa Giác Đẳng có cái quyển vàng bài của Trường Bộ Kinh và của Trung Bộ Kinh hay không, của Hòa Thượng Thế Minh Châu. Bởi vì có những trường hợp ngày nào mà Thượng Tọa bận công việc, Thượng Tọa không có vào room được, thì trong trường hợp đó thì ở đây sẽ lấy cái dàn bài đó để làm cái bài đọc tổng quan cho cái bài học hôm nay. Và các vị giảng sư chúng ta ở Việt Nam đó, như đại Từ Miền, Thượng Tọa Từ Miền, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa Đăng, đại Đức Bác Tính, Quan Hỷ, là ở trong cái tủ sách của chúng ta có cái quyển dàn bài Trường Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì chúng ta có sẵn đó, chúng ta dỡ ra từng bài đó để chúng ta tham khảo. Cái đó là nói tóm tắt. Thì như vậy chúng ta sẽ có được một cái khái niệm về cái bài kinh mà chúng ta sẽ học. Hoặc là các vị ở trong tủ sách mà có được cái quyển khảo sát văn học Pali của Thượng Tọa Tâm Minh đó, ở học viện, giảng viên học viện, tọa đã nêu lên, chúng tôi không biết là có nêu đủ hay là chỉ nêu một số, một giới thiệu về, mà chắc không đủ đâu, bởi vì quyển chỉ mỏng thôi. Tuy nhiên chúng ta tham khảo thêm về cái Trung Bộ Kinh 152 bài kinh đó, xem coi ở trong đó nội dung bài kinh đó nói cái gì. Thì chúng tôi có một vài ý kiến. Như vậy xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư, kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý đạo hữu. Tu bổ thực là một giáo trình rất thú vị. Với cái buổi tu
Dạ, xin lỗi quý vị, có nghe được không? Quý Phật tử có nghe được không vậy? Chỉ tôi mới bị gián đoạn được truyền, quý vị có nghe được không? Dạ. Bạch Chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, mỗi một bộ kinh thì có một cái thời lượng của cái lượng khác nhau của từng bài. Và Trung nó là một trường hợp rất là thú vị, bởi vì cái thời lượng của Trung Bộ giống như là ghi lại những cái pháp thoại với cái bố cục rất là chặt. Chúng ta sẽ thử học một vài bài kinh, và cái nguyên tắc làm việc của chúng ta luôn luôn là cải thiện. Nếu mình thấy chuyện đó nó không có ổn đó, thì chúng ta sẽ thay đổi cách làm việc, không có sao hết. Và chúng ta hy vọng rằng chúng ta có giáo trình mới mang lại nhiều lợi ích cho quý Phật tử xa. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đàm Ma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Và hôm nay chúng ta đó là lựa chọn giới tiếp là giáo trình Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh. Xin được đại lễ chư Tôn Đức chào thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích. Sa thú lành thay, con Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, tính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con thành kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yamaha Yena Vajamana Sadhidasa